Chào các bạn, hôm nay mình làm một video này để gửi đến các bạn thư giãn chút xíu nha các bạn. Đây là công việc của mình làm hàng ngày ở chợ Simamun, Thái Lan. Mời các bạn xem nha, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào các bạn, mình vừa đến chỗ làm này các bạn, mình đang chờ xe rau vô. Bây giờ là khoảng 5 giờ sáng rồi các bạn ơi. Mình làm xe rau này từ 5 giờ sáng đó các bạn cho đến 9 giờ rưỡi sáng. Chiếc xe này rất là nhiều rau nha các bạn, tới mười mấy người làm rồi các bạn ơi, rất là đông luôn. Lao động ở đây phần đông là người Khmer và người Việt, họ là những người tị nạn, có người sống ở đây là hơn 10 năm, rất là lâu. Người Thái họ đem xe vô chợ, họ mua rau và họ mướn những người lao động, người Khmer và người Việt làm cho họ. Công việc thì cũng không có nặng nề lắm các bạn ơi, chỉ có vô bọc và treo lên xe cho họ thôi. Họ quy định là khoảng bao nhiêu đó, ví dụ như 300 g hay là nửa ký hay là 1 ký, thì các bạn cứ việc làm y như vậy và vô bọc cho họ. Xong xuôi á, là họ sẽ treo lên xe và họ đi ra khỏi chợ, đi khắp các ngã đường để mà bán đấy các bạn. Các bạn thấy họ làm đông vui không các bạn? Rất là đông luôn. Cái chợ này lớn lắm các bạn ơi, xe vô rất là nhiều luôn. Bắt đầu từ đầu hôm là bắt đầu xe vô tới sáng luôn đó các bạn. Nhiệm vụ của mình hôm nay là vô cà các bạn ơi, cà nâu dài đó các bạn. Đi vô bọc ba trái một bọc các bạn. Mình vô phải vô là 5 bọc. Xong 5 bọc này rồi bắt đầu mình vô những cái rau củ quả khác, chẳng hạn như dưa leo, cà pháo, vân vân. Chút xíu nữa mình sẽ giới thiệu cho các bạn thấy xe rau khủng nhất cái chợ Tà Lạt Xì Mà Vương này nha các bạn. Xe chất đầy rau luôn, không còn một chỗ nào để mà chất thêm được nữa các bạn ơi. Các bạn thấy em gái này làm có nhanh không các bạn? Ở đây hầu như ai cũng làm nhanh như vậy hết các bạn ơi. Người ta không có ép mình làm nhanh, nhưng mà tại vì mình quen tay rồi đấy các bạn. Cứ diễn sửa sửa thăm đai đi mà. Rồi.
rau làm xong thì họ buộc lên xe như vậy nè các bạn. Đó, họ buộc đầy xe luôn. Đây là một trong những chiếc xe rau nhiều nhất ở cái chợ Tà Lạt thì mà mưa này đấy các bạn ơi. Một xe có thể là làm 10 người, 12 người, rất là đông luôn. À, để mình quay qua cho các bạn thấy cái xe này là khủng nhất này nha. Xe phía bên này là phải là xe khủng nhất. À, xe này thì ít thôi. À, mời các bạn xem nha. À, các bạn thấy họ treo rau không? Không còn chỗ nào để mà treo nữa hết. Rất là khủng luôn. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, một chiếc xe rau như vậy đó các bạn. Và họ đi bán trong vòng 2 ngày. Đó, coi như là 2 ngày họ vô một lần. Đó, các bạn thấy xe rau rất là khủng luôn. Không còn chỗ nào để mà treo nữa. Đó, người Thái họ bán rau như vậy đó các bạn ơi. Đấy, mình quay gần rồi cho các bạn xem đấy. Rất là khủng khiếp luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn trong thời gian qua đã ủng hộ cho channel của mình nha các bạn. Chào các bạn nha, tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn video sau nha các bạn.